Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Cách loại thực phẩm tăng hệ miễn dịch cho cơ thể mẹ bầu. Khi bầu bí mẹ cần phải hạn chế việc sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Do đó việc lựa chọn các thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và hệ miễn dịch là điều vô cùng quan trọng. Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm mẹ bầu nên bổ sung trong thai kỳ để nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Thực phẩm giàu vitamin A. Vitamin A là chất chống oxy hóa quan trọng được cơ thể hấp thụ dưới dạng beta carotin, cần thiết để chống lại nhiễm trùng nhẹ và giảm khả năng dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Không những có thể cải thiện hệ thống miễn dịch cho cơ thể mẹ mà vitamin A còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Vitamin A có mặt trong rất nhiều các loại thực phẩm, đặc biệt là rau, củ, quả có màu sắc rực rỡ như cà rốt, xoài, khoai lang hay hạnh nhân. Thực phẩm giàu vitamin D. Cúm và cảm lạnh có thể coi là hai chứng bệnh dễ mắc phải nhất trong thai kỳ. Do không thể uống các loại kháng sinh thông thường nên các mẹ bầu thường rất lo lắng khi chẳng may bị cảm cúm. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D trong thời kỳ mang thai có thể phần nào hạn chế nguy cơ mắc phải chứng cảm cúm cho mẹ. Ngoài việc tận dụng ánh sáng mặt trời buổi sớm, mẹ cũng có thể bổ sung vitamin D cho mình qua dầu cà, trứng, ngũ cốc hay kẽm. Thực phẩm giàu kẽm. Kẽm cũng là một dưỡng chất vô cùng quan trọng trong danh sách những chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu. Kẽm có vai trò chủ chốt trong việc tái tạo, sửa chữa và phục hồi các chức năng của a đơn. Một số loại thực phẩm giàu kẽm mẹ có thể dễ dàng thêm vào bữa ăn hàng ngày bao gồm cá, hải sản, các loại hạt, sữa và các sản phẩm từ sữa. Thực phẩm giàu canxi. Có lẽ không mẹ bầu nào là không biết đến tầm quan trọng của canxi trong thai kỳ. Canxi chính là khoáng chất cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển hệ xương, răng, hệ tim mạch và thần kinh của thai nhi, đồng thời còn giúp nâng cao sức đề kháng, giúp mẹ bầu vượt qua sự mệt mỏi, đau nhức khi bầu bí. Canxi có mặt trong rất nhiều thực phẩm hàng ngày như sữa và các sản phẩm từ sữa, rau củ, rau dền, rau bina, giá đỗ, súp lơ, cà rốt, cà chua, khoai lang, hải sản, tôm, cua, ốc, cá hồi, sò, hàu. Trái cây, kiwi, cam, chuối, các loại hạt, xương và thịt động vật, lợn, cừu, bò. Thực phẩm giàu vitamin B. Vitamin B là một chất dinh dưỡng vô cùng thiết yếu trong thai kỳ, đặc biệt là đối với mẹ bầu bị ốm nghén nặng. Trong đó, vitamin B6 có vai trò quan trọng trong việc giúp mẹ bầu giảm các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt, cũng như cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Các vitamin nhóm B có nhiều trong ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt như hạt điều hay hạnh nhân, chuối, quả bơ. Thực phẩm giàu protein. Cơ thể cần năng lượng chuyển hóa từ protein cho mọi hoạt động của cơ thể. Bên cạnh đó, protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chính vì vậy, mẹ cần luôn chú ý tới việc bổ sung đầy đủ protein trong thai kỳ. Trứng, sữa, rau củ quả, các loại đậu, bông cải xanh, chuối, dừa là các thực phẩm giàu protein mẹ có thể dễ dàng tìm thấy nhất. Thực phẩm giàu sắt. Tương tự như canxi, sắt cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong thai kỳ. Sắt cần thiết để tạo ra các tế bào máu đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch cho mẹ. Sắt có chứa nhiều trong thịt đỏ, quả mận đen và các loại đậu.